đến đêm và đón đến nhà nhà cánh mai vàng cánh đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa và kính chúc người nghe sẽ gặp lành bên soi đường nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến và tù cùng ngóng bên bếp hồng và nơi bánh trưng xanh chờ xuân đã xa. Áo trắng nơi nơi khắp phố người người đi hái lòng. Đêm sinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong tiếng trống xuân long phụng về đây xung vầy phát lộc tài ở khắp nơi phố phường một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng đến đêm và lắm đến nhà nhà cánh mai vàng cánh đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa và kính chúc người nghe sẽ gặp lành Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ngõ bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đã xa. Trăng nơi nơi trăng khắp phố người người đi hái lòng người đi hái lòng. Đêm sinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong tiếng trong xuân lòng phụng về đây xuân về phát lộc tài ở khắp nơi phố phường một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng tên đêm và lộc đến nhà nhà cánh mai vàng cánh đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa và kính chúc người nghe sẽ gặp lành bên sau đường nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến và tù cùng ngõ bên bếp hồng và nơi bánh trưng xanh chờ xuân đã xa. Áo trắng nơi nơi khắp phố người người. Vạn bốn mùa yên ngang ấp mê vương tiết ninh thảo đi tâm mi còn chỉ thành mi cầu đạo cầu bình an. Dâng lên thiên văn đàn quả thật dâng lên đăng ký lòng thành con ba thể chúa tiên thành mẫu mấy kiểu trời. Hãy subscribe
phượng trướng mi khẩu bích nên khỏe mi nên khỏe mi thức hồng. Thank you.
không phải vui mà ăn đâu, đâu trong kia có người tâm chú đâu. Ai về đấy? Ai ai về chỗ một chiếc chùa xuống hả? Không biết ai tiểu thầy bảo tiểu về chúng ta tâm 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 đấy đi tôi đi nhá. Thầy bảo tiên chùa phải cúng cơ mà, tiên chùa bên sau rồi chùa thế là xong rồi còn mới cúng đi đây đây. Có biết là ai được cái gì cả. Có gì cô đánh cái này nữa không? Ông không biết đâu mà cô ơi. Để có nước nữa, để cho đấy chị. Không, tôi hôm qua rồi, tôi có nước. Nè, tôi đi đâu cho không? Vẫn bốn mùa ý nhìn ngang nghe ấp mê vương ý tiết ninh nghe thảo đi tâm mi còn chỉ thành mi cầu đạo cầu bình an dâng ý lên tiếng văn đàn quả thật dâng ý lên đăng ý lòng thành con ba thể chúa tiên thành mẫu mấy kiểu trời vua cha đi kiếm ma dần đi
nỗi đình nghỉ một trận ngư truyền bắc bắc đầu phía nàng giang sinh ra đất đi anh a thôi khoát là nhà vang lừng tiếp tục đi uy nghi có tiếng bày hoa nam trì phượng trương mi khẩu bích bích nâng khỏe nâng khỏe mi thức hồng ta nghĩa thân xem ngoài giường đường ngoài trời
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đấu nhang xạ nhiệt pháp hơi mong quân chư Phật tại hội tâm giao long tùy sứ kết tường vân thành thị phương thân chư Phật hiện phàm thân. Nam mô Thanh Thang Địa Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Thanh Thang Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Hồi cùng chân diệu dân văn na văn võ quân thần nề uy linh chắc sáng cần để độ cho. Có lệnh chuyên gia đất phương có lệnh truyền sang đi các nghi quan đi thủy bộ cùng cùng nà mà chữ dinh ai quân kéo đi đường đường chính 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 trước cùng sau dưới thuyền trên bộ đua nhau ông nguồn nước nước lở núi nắp đầu nắp đầu cả sông đi trần thị quân thủy quân bộ hai hà khai quang nắm nhám thâm thờ diệu khai quang chiếu đàn duyên khai nhanh nhớ quang minh nhớ khai nhanh nghĩ thông thành khai khổ khổ vang thanh khai tích túc quân bộ hành tả bài sai bài bạn tình đi nhảy trường sinh yêu quanh quang mi dòng ngàn thập kỳ diệu quang minh chính chính từ trung hoa tích tích tăng cung gia kim phổ cùng hoàng thân thật thanh chúa tin trung vương nế bạc tâm thành thành gian con nế bạc tâm thành mà bố tòa bị xếp xa phương long thành đổi công danh ơn nhờ vật thánh nhau hoàng ân đem đến tận tận nơi hơn quan phúc độc cao dày
vàng số kim ngân dâng lên, vàng số kim ngân quan hệ cầu đôi chép biên rõ là ông về cho hai chữ bình an. Nhịp trường sinh ông nghe cho lối chữ trường sinh, chữ phù chữ quý được tan đến tỏ trường đi cho giúp cách đôi đường. Dũng mạnh đôi đường phê cho, dũng mạnh đôi đường. Xuân qua hạ tới bốn mùa lở hoa, bốn mùa phẳng lặng tai qua. Phẳng lặng tai qua là bốn mùa phẳng lặng tai qua. Dân an quốc thái xương ca chơi bởi quân thần chúa chúa tôi. Công phê chữ tám đàn duyên đầu cho đệ tử thiên niên thọ trở công về chữ tám đàn duyên. Đường đường
quân thuyền đi quân bộ đi đưa nhau muôn nước ai là núi nát đầu thì cạn sông. Nước ta ngại kéo đi và cuối cùng đời cha chạy đi mà mang ám hạ đức ông đệ ta ngày giọng nói kiềm trì con thành vương vô đệ nhất đi đất mạc vương na đất đi vương vô trọng hoài con đệ dành dành vương vô kim chi biệt dành dành nghề thái sư nhất phẩm ma quyền anh nghĩ ai đang sẽ là làm thanh gia hồi cùng tên gọi đại hoàng vương cô đôi tên gọi đại hoàng xin hoàn xa ngữ đầu đầu ở anh ninh ni thơm mơ ngát ni một ni nhà huệ ni ni còn niềm mà cây ngọc mặn mà mặn mà ná xanh trên thiên thanh thượng giác cô không hơn đi mãi ngọc lòng trời cô đại ái lòng nhân cô chiêm bao phút quê ngọc thần sao xa mấy đôi vị phu nhân mơ màng phòng ni một tình dâu ni còn đang và miền giấc mi sao xa mi nuôi vì phu nhân đi mơ mà
nhang tâm có rượu cô về chiếu phủ trung an tích tông cũng là thịnh vượng hoàng thân thuận thanh chúa thiên trung vương. Khai quang nhà tâm cờ diệu khai quang chiếu mã văn khai nhận nhận quang vinh khai nghị nghị thông thành khai khẩu khổ thông suốt khai túc danh bộ hành cả bài sai vạn vạn tinh tinh. Không thể như nay nhãn điểm khai thần nhận nhận phóng hào quang khai nghị nghị thông thành khai khẩu khổ vang thanh khai túc 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 bộ hành cả bài sai vạn vạn tinh tinh. Vàng mã sớ văn dâng lên vàng mã sớ văn cô về câu đôi chép biên rõ ràng về cho hai chữ bình an. Cô về rồi chú chú trinh cửa nhà vũ quý đường khang định thọ trượt về cho rút quanh đôi đường. Ôi
một thầy xà lan thanh gia hồi cung cửa biển tò mò trong giá ngoài cửa biển đi tò mò thêm có bé cửa suốt đi năm năm tờ vua phong ra hồi cùng mở tiệc làm vui ngày lành mở tiệc làm vui thì mời cậu bé trần chiều cậu sáng đâm lại cậu mô mây mông bốn bề sóng sóng vỗ mây mông y thuyền rồng học thuyền suốt đi trèo về đẹp cửa ông y mong mong cái cặp mà nhà tiên đi khoan đi khoan vì thuyền mà đi về đến cửa ông nghe thank you.
mấy vị cầu xe đoan giá ngự về về đâu về đâu bên thả pháp phương cầu cầu đưa cô phu con nhìn chủ chân đông đông chúa diệu màu dâng nghe quỳ yên nghe tay giót diệu đào mi nhất tuần tuần là sơ dâng tế nhìn ao cả cô đơn vào là vào giữa cầu mi hoàng sơi a sơi giữa cầu hoàng sơi bắt tề tay tiên là các cô thuốc thuốc che diều đào bờ nhị tuần tuần à dân lên mà mẹ nào các cô lo ngờ mời là mời rất cậu vào sới ô sới rất cậu sới quỳnh tiên tay giót diều đào nên tam tuần tuần chung dưng lên đi đi ngọc để cả cô nâng mời là bờ dư cầu bị hoàng sơi á sơi dư cầu hoàng sơi thì một hoàng thân vợ thay
năm quả điều hoa. Chim para tung anh, chim para tung anh, chim bay ngựa lên đôi đời đầy trôi. Hoa thắm tươi, hoa thắm tha tươi hoa mưa lỡ núi đồi. Họ ca vang, họ ca vang trước trong hồng hiền cha. Sóng nắng sóng nắng nắng sáng tỏ bên đầu. Ý a ôi hề hề a. Chúa đợi nhất về rồi, hát vang lên khúc ca thải hoa, hãy ca khúc ca thải hoa, ý a ơi hề hề a. Chúa khai quang long nhan thần cờ diệu, khai quang chiếu hình nhân a. Còn chúng ta mang tình được là gặp bạn thành cho tiền thường thường ơi a ơi hề a. Chúa bà về, Chúa bà về trên trời lên sơn cha. Đà Lạt là Chúa nào là cô tiên. Chúa bà về trên cha ta duyên thần ý a ơi hề hề a. Chúa thương ai tiếp qua lộc là ban tài. Chúa thương ai tiếp qua lộc Chúa ban tài. Ý a ơi hề hề a. Hoa đua lò chăm trong hoa đua lò đầy ngàn tay hai người trên vai là cả trái chín thơm mơ không ra thân dinh quẩy gai gai đầu lò. Ý a ơi hề hề a. Cây tiết tỉa lá bên cành mà con nước qua ngọt hái dành đời sau. Đôi chân người nhẹ bước tới đâu mà đường những đi mắt nhìn cầu bình hoan. Ý a tại Chúa mới ban ra bốn phương ngôi nhỏ về đã tháng ngày ban cho nó tiền cốt của dày bồng bồng lộc cho năm bi đây cho nhiều ý à. Chúa ban cho, Chúa ban cho tại nhất nhất xa yêu bồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Ba mươi một người tư ông dầm đã ba mươi một thôn vào mạng người tư. Tay tiên đi đôi tay tiên tỉa hả đi ngay hái tài hái lộc hái hoa thơm cho bông hái hoa đông ở tiền đỏ giữa mùa xuân nó ơi à ơi hề hề à. Quỳ hoa nô ta xa gần đề tu tu tiêu tiêu bóng bóng đơn nó à hoa cờ chứng trà đi đu nở.
rực rỡ về hương. Cùng mà chiếu xuống ngày chùa mi giang đơn đơn đề thoáng thoáng mùi hương ý ở chắc chắn rằng để chúng độ cho đệ tử nhà nhà giàu sang. Dâng tiến và bình ý à. Đại chúa cứ đẹp quá mì diều thắm mì răng răng đổ ba vò cơm đi nam thì kinh nghe gần gần là phóng sớ mơ lòng bị quang đài lúc đức mang về tay hại bát đi yêu cho đời đời phúc phúc lòng lòng nhiều sao làm hay ra hồ cung ai đến tới nhà cao sơn bàn bắc nghi hỏi thăm đến để chú huyền nam đời nào chú mùi
nó nồng nề mà đau xót đi thương chân phàm bao kẻ u mê nhớ xưa thái tổ chiều nay ý thầm thờ cha kinh mẹ gặp được thầy quỷ cốc tiên sinh một đời làm phúc cứu dân nước tiên sinh chuyển phép đi đặt tên chúa nguyệt nó hồ một mình chú hai hoa
hoa hai hoa huệ hoa bát thức dược nghề bông hoa hai đường là rổ trước mùa xuân đi thăm bông hoa buồn nở xa gần gần à. Đời bên đi lòng qua hồ trâu vào
cây cổ thụ xanh cao diệp già. Vào những lúc canh má ma già tí hiện ra người mi đường cũng đương non dầu áo trắng hải cương ý tiền bằng bằng giấy gặp chúa bà trăm trăm lại chúa bà thương thương ai nhưng kẻ khó nghèo tí à phù dung yêu điều bông mau đơn non nàn, hoa
gặp sướng trà đi đi nu nở hoa mận nào rồi cho lắm vì đây cho ta nhiều ý nghĩa vì bán cho dài nhất thứ khác nhiều bọc cọc cho nhiều năm ngoái năm xưa thịt đầu con nhau con cùng thờ mười một bộ thôn giam mười thứ ba mươi một bộ mười thứ ôm giam ý à
bàn cảnh sai hai cô là tô nữ dân hoa ai mà bác nhạc ở chúa bà ta vui chúa trở ra về thiệt còn đang vui chúa trở ra về vẫy tay chúa hẹn lại chờ vẫn sau đừng để cùng văn nhớ đừng nhớ ngồi chúa về thắm hồi lần sau hồi cùng phục vàng đế đình tôn quang phục vàng đế đình thỉnh quan ơn đệ nhất nhất đi giáng cả hôm nay chín tầng sao ôi khải khải tức tức lòng khỏi tâu ý đình thông thì mời đệ nhất tôn quan lai lâm chắc chắc nghi ra trần gian quan hơn mấy uy hùng lục lục chi thần đi thông phép tôn quan lục lục chi thần đi thông quân thủy quân bộ hai hà thiên binh vạn mã hai hà kéo ra lệnh chiến thiên đội vạn cơ khai quang long nhan thông cơ diệu khai quang chứng mã văn khai nhanh lượng quang minh khai nhanh nghĩ thông thành
hai khẩu khổ vang thanh khai tung 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 bộ hành cả bài sai bài bạn tinh tinh. Đồng đồng quan đệ nhập nhất chiến binh đệ tử cô đã sơ trình dân chúng sinh nhân về cho đôi chú chúng sinh mong cửa nhà phú quý được khang định thọ trường thi cho giúp mệnh đôi đường. Trước công đồng quan về chứng minh đệ tử có sơ nên trình có sơ nên trình đệ tử con có sơ nên trình trước trình Phật thanh sau trình vua cha trình lên quốc mẫu trên tòa. Chú sinh ý vô thư quý được ta định thọ trường thi cho sức mạnh đôi đường. Vàng mã sứ văn dâng lên vàng mã sứ văn quan về câu đôi chép biên rõ ràng về cho hai chữ đình an. Xuân đã tu đâu đi mùa xuân cầu đồng ra đông cầu tài hạ về mấy chữ tài. Vàng mã sứ văn dâng lên vàng mã sứ văn quan về câu đôi chép biên rõ ràng về cho hai chữ tình an. Xa phú long cài đổi công danh ơn nghiệp và thánh nhục hoàng ân đem đi tận nơi hơn quan phúc bầu cao dày.
thượng giới tôn đi qua tôn quan ngài làm ra đi xuống cõi trần cứu thế độ dân. Ngọn bút son quan mang chùa sổi ngôi thiên đình ra tay quan mang cải tử hoàn sinh cho trần phàm. Khắp mi thừa đế lệnh nghi xưa nay quyền quán đi đệ nhất huy hùng thì dậy phát gia báo đặng văn tôn quan gia báo đặng mình mà phân ni rước nghi quan đi đào vũ phong nồi giờ dần đã thể
nhan thông cờ rượu khai quang chiếu phủ trung ngã tích tầng cũng lạ kim mục vàng thật thật thanh chúa thiên trung vương khai quang nhan thông cờ rượu khai quang chiếu mãn văn khai nhân nhân quang minh khai nhân kỹ thông thanh khai khẩu khẩu vang thanh khai tức túc công bộ hành tả bài sai và vạn tinh minh hợp bản văn đỉnh thần câu ca tụ
chén rượu nào quan chú quan anh nay bên lầu gió mát trăng thanh đàn nha sao thổi vây quanh trước cửa này. Thề ngang tàng chứ bao buồn quá toàn hại người không cho chút trời sau nuôi nhầm mẹ ông xa chi đâu sợ nguyện như ý sợ câu được to tâm phép ngài ra phép ngài ra ông hô vong hoan phụ quyết thêm này đảo vũ thu vân qua bám cho sông sông chớp mịt mù mưa tôn khói tỏa sông tù dậy phá ra hồi cùng bàn mai bơ vũ vương quan quan tình mời ông đơn bơ vũ vương quan đi hùng binh quán cổ sinh rằng rằng ra đình đình đình
uy dài chấp mà chính kỳ cương. Cập khất ni này mực sửa xa cõi đợt. Trên ngang nổ thơm cũng đỏ
động ngoài sân rộng ca chúc chen tiên đức đức cha sáng ngơ nguồn tin phát đòi hoàng từ đức đức để tam vào châu. Trong tam cõi cửu châu về vòng mai quan độ cho quốc quốc thái dân an có một thái hoàng thái tử quan lệ ta cứu sinh cùng lắm ai giải loạn cũng nhiều con không cạn những ơn ơi không cạn đã dầu mòn gương sáng còn soi bản đến đây nước tiếng thương người bao nhiêu để từ quy đầu về nam tổ đủ mọi bề tài kim chi văn văn võ trong mấy tân ngày nào có được ai đức đức vua vong tương đang tối đi thần ai vô tháng sáu muôn dân đào cầu quan đệ tam quan huynh đệ tam hải thôn huynh chính trực trong triều đình nào không có được ai ngài được tháo văn văn võ toàn tài đình thần tam tứ phủ nào ai có dám bì tài của mẹ câu quan hòa mạng vẫn sinh thành tài tử chất dung nhan thình thình mời ông đơn đệ tam phi phương diệt màu xích bằng giác tinh tờ khắp khắp sông dấu khắp sông dấu sông thao cùng sông ngát nó khi nên gầy xuống thác ra khơi mái thuyền dầu trăm trăm mái chèo bơi xích càng về tuần lại hương nguyên quan đi về sẽ làm thành ra hồi cung văn văn mời con bốn phủ ni vốn con rời giá nữ động thiên cung mới hỏi qua ông lang đào bắc bắc đầu hì sổ y sổ trường sinh lao âu y chép biến họ phạn hiếu thuận thảo hiền tu nhân năng tích tích đức đức ông chép biến chép biến cho rõ ràng thank you.
thiên đội vạn cơ lệnh truyền, thiên đội vạn cơ quan đơn bây giờ chắc chắn giang anh minh trước là bảo hộ gia đình, khai quang long nhang thọc cơ rượu, khai quang chứng mã văn, khai nhị lượng quang minh, khai nhị thông thành, khai khẩu khổ vang thành, khai túc túc bộ hành tả bài sai bài vạn tinh minh. Chứng giám làm duyên, khai quang long nhan thập cờ diệu, khai quang chú mã văn, khai nhanh nhượng quang minh, khai nhanh nghị thông thành, khai khẩu khổ vang thanh, khai túc túc cung bộ hành tả bài sai bài vạn tinh minh. Vàng mã sứ văn dâng lên, vàng mã sứ văn quan về tâu đôi chén
chép biên võ giả phê cho hai chữ bình an. Quan quyền quan phép quan. Trước công đồng quan về chứng minh quan về chứng giám tàn duyên
trên phủ ninh ninh ninh
giang. Nước nghe có dấu cạn, nhưng ơn người không cạn. Đã dấu mòn ông ý ra thổi gió rét mây phép mong ông nhiều
tiên lộ cây thấp nhà, bốn phương trời nổi ơn quan cả, ai có đau nghỉ xa mà tư bi. Nay toàn thôi quan lại biết đi, cười thương mai khổ nên châu thương thiên. Cho nhất nguyện, cho nhất nguyện giang phúc trừ tai, đồng ra bàn hội ai ai cũng thịnh cường. Nhị nguyện cho buôn bán trăm đường, lộc lộc tài như mát mà càng phải để đa. Nguyện thứ ba, nguyện thứ ba cho anh hầu tắc tắc nế, độ cho họ phạm được phú quý giàu sang. Nay bốn nguyện cho quốc thái dân an, qua cơn binh tình dân an được thái hòa. Khi ngự đồng người còn đang tra sổ, hôm nay bị đồng ngài đổi số cho ai nghe. Tin chính chính văn văn võ toàn tài, quan tuân lịch sử đám trai bậc anh hùng. Bốn phương trời đổ ơn đức thanh cả, ai có lòng thì xả tư bi. Ngày hầu thôi lại trở ra đi, cưỡi tướng mạch anh hổ về đền linh gia. Bát Hải đồng đình ông điều phò vua cha, Bát Hải đồng đình tôn quan điều thất đi, uy nịnh khác thường. Vui vẻ đến rộng hôm nay, cho ba đến nhất vui vẻ ngôi đền rộng. Ngài chơi phủ chính nhi công đồng, châu đệ nhất vào ra. Dân văn thiên thanh trên hà ông quốc còn quan ra đền hôm nay. Ở trên thượng hàn gió cuốn vung cây ơi à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chỉ mà cánh sao con chim vũ trang, con chim nên thuốc bầu vô tòa đi ơi. Hôm nay con đã về đây, tất cả số tạng sinh ra trình dầu, con châu trình thành kinh dân nên ơi à ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiền đỏ giữa mùa xuân, trăm bông hoa đua lọ trên không đầu ý à ơi nhỉ à. Hoa đua lọ trăm bông hoa đua lọ đầy ngàn tay hai người trên vai là trái tim thương không ra tan dây bảy gánh đầu lọ ý à ơi nhỉ à. Con tôi qua cuộc đây biết vào thấy ai mà gặp trước cha đi đu nở hoa mắt tao rực rực kẻ hương ý à. Hoa đua lở chắc có hoa đua lở đầy ngàn tay hai đầy ngàn tay hai cười trên tay là trái tim thơm mơ bảy gai gai đầu lo ý à ơi hề hề à. Hoàn nàng ơi ý nàng ơi cao lang ơi châu đã về rồi, ngày hôm nay châu bà đã về rồi, hát ra đêm không có cả hoàn hãy ca vàng cũng có cả hoàn à ơi hề hề à. Tại cho mới ban dân bốn phương vui họp để đã tháng ngày ban cho đầu đùa dày mộc lộc cho đau đi đây cho ta nhiều ý à. Sang yêu bồng lộc cho nhiều năm ngoái năm xưa họ phạm con nhãn khói phục thờ ba mươi bảy một mười tư hôn dòng mà ba mươi bảy một hôn dòng mười tư ý à ôi hề hề à. Chầu nhẹ bước tới đô mở đường gần nghĩa nói nhịp cầu vinh hoa, chầu đẹp như sao bác bầu ngân hà ý à ơi hề hề à. Chuy thù tò mò mùa tô đi lên dương lại quả đào thiên mang về ý à. Thank you.
chớp mơ rừng nổi đoạn còn mưa buồn từng phen khi đứng gió lúc này tháng chèm khi bè tô đá khi biết đi cành ngầu chầu bà vui chơi nước non nữa bông dần múa mi tốt sao đèo mi thâm qua toàn chắc chắn sao lực nở non mùa vai quẩy lắc lắc ở hoa